Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Chương trình được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0908 96 509 509 để được tư vấn miễn phí quý vị nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về một vấn đề cũng rất là nhạy cảm mà nó cũng rất là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Đó chính là trị hôi nách tại nhà hiệu quả, không cần phẫu thuật. Có thể nói bệnh hôi nách là một cái căn bệnh khó nói quý vị. Nhiều người muốn chọn cho mình là làm sao cho nó dứt điểm luôn. Vì thế nên có những người là đặt cho mình mục tiêu đi phẫu thuật để cắt cái tuyến mồ hôi nách đó cho nó hết luôn. Nhưng mà không biết hết như thế nào, hay là nó có nguy hiểm hay không, hay tốt hay không. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chuyên gia để trao đổi những cái tình trạng như thế quý vị nha. Chúng ta sẽ giới thiệu bác sĩ Lê Phương Mai, Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Và một khách mời cũng liên quan đến căn bệnh khó nói này, đó là bạn Kiều Anh. Chào bác sĩ ạ. Chào anh Quyền Linh, xin chào khán giả của chương trình ạ. Dạ thưa bác sĩ ạ, em bị hôi nách từ khi em dậy thì ạ. Ý thức được việc đấy thì em cũng có vệ sinh cái vùng nách rồi là sạch sẽ, nhưng mà đến khi mà em sinh được bé được cách đây khoảng 2 năm thì cái bệnh hôi nách của em thì nó càng ngày nó càng nặng hơn ạ. Và cái lúc đấy thì em rất là tự ti khi mà giao tiếp với mọi người, rồi không dám gặp ai. Em cũng có tìm hiểu thêm về nhiều phương pháp ấy ạ, là đi phẫu thuật rồi sử dụng nhiều phương pháp từ tự nhiên. Sau đó một thời gian thì cái bệnh hôi nách của em nó lại bị tái phát lại và nó mùi nó càng ngày càng nặng hơn ạ. Vâng, và sau đó thì em cũng có tìm hiểu được là một phương pháp chữa trị mà em đến bây giờ em thấy nó rất là hiệu quả và nó đã chữa trị được cái bệnh này của em. Và em hôm nay em muốn đến đây để chia sẻ với bác sĩ và với MC và tất cả mọi người ạ. Rồi, cảm ơn Kiều Anh rất là nhiều, không có ngại nói ra điều mà khó nói ha. Có rất là nhiều người chọn cái phương pháp gọi là phẫu thuật cắt cái tuyến mồ hôi nách, thưa bác sĩ Lê Phương Mai. Vậy thì bác sĩ có thể cho mọi người biết được là cái công việc phẫu thuật đó nó có ưu điểm gì và nhược điểm gì ạ? Trước đây thì đa phần là người ta thường hay sử dụng những phương pháp dân gian, phải không ạ? Chẳng hạn như là phèn chua hoặc là những cái chanh xả gì đó để khử cái mùi hôi nách đi. Tuy nhiên thì những cái phương pháp này nó có tính cách tạm thời thôi. Một thời gian thì nó lại quay trở lại. Chính vì vậy mà nhiều người với cái mong muốn là làm thế nào để kiếm được cái phương pháp nó hiệu quả hơn thì người ta lại tìm đến với cái phương pháp là phẫu thuật cắt cái tuyến mồ hôi ở vùng nách để giảm tiết mồ hôi với lại cái mùi hôi vùng nách một cách hiệu quả và lâu dài. Tuy nhiên thì nó là một cái phương pháp phẫu thuật cho nên là nó sẽ có những cái biến chứng nhất định. Chẳng hạn như là sau khi phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ cảm thấy đau nè, hoặc là sẽ cảm thấy là một số cái trường hợp mà chúng ta giữ không kỹ thì vết thương sẽ có nhiễm trùng, hoặc là những cái sẹo xấu, sẹo lồi trên cái vết thương sau khi mổ. Và ngoài ra là khi phẫu thuật như vậy thì một số trường hợp nữa thì chúng ta thấy về lâu dài có những cái biến chứng mà đa phần là bệnh nhân gặp phải sau phẫu thuật tuyến mồ hôi, đó là nó không đổ mồ hôi ngay cái vùng nách của mình nhưng mà nó lại đổ bù trừ ở những cái vùng khác, chẳng hạn như tay, chân hoặc là những vùng khác. Và đây là một trong những cái biến chứng là gây không ít cái phiền toái cho cái người bệnh sau khi mà người ta làm cái phẫu thuật cắt bỏ cái tuyến mồ hôi nách. Và cái vấn đề nữa là cái vấn đề chi phí, cũng như là chúng ta phải biết chọn được cái những cái cơ sở chuyên môn cao khi mà làm cái thủ thuật này. Ta cắt phẫu thuật cái tuyến mồ hôi nách cũng không phải là dứt điểm đúng không ạ? Nó sẽ có rất nhiều cái biến chứng. Xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với tình huống sau đây. Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xòa bóng mát, tòa hương bát ngát, ha ha ha. Trời ơi, chị hai ơi, không phải là tỏa hương bát ngát đâu, nó bát ngát, xong rồi nó còn lan xa luôn đó. Thế nhờ? Tớ nghe. Mày thảo mai quá. Ê. Trời đất ơi, nghĩ sao cái cây trầu bà, người ta chỉnh lại thôi, là hương bay xa lan xa. Ồ đất ơi, làm gì có mùi hương. Em nói mà không hiểu với em gì hết trơn. Cái cây trầu bà nó không có mùi. Thì đúng rồi. Mà cái mùi nhận ra chưa? Quên. Sáng lu bu quay qua quay lại làm chuyện nhà nè. Tao nói quên chấm một tí nước hoa lên cho hoa nó nở. Trời đất ơi. Không mà quen không sao đâu. Quen cái gì mà quen. Phải nhớ cho chị hai là con gái mà. Cứ quên vậy rồi hoa nó héo luôn, nó không có nở được á. Hỏi sao é ngủ với má hoài. Ê, nói cái vụ mà hương hoa không giận nha. Nói vụ ế hả? Xin lỗi à. Sao mấy người đó
mặt mày là xinh đẹp, cầm vi lai, tướng thanh mảnh mà cũng không có nghe mùi như tôi, tại sao không giỏi có bồ đi? Thì nói chung là gà cùng một mẹ thì chị hai sao thì em cũng vậy. Nhưng mà tại vì từ cái lúc mà em phẫu thuật cắt cái tuyến mồ hôi nách thì bây giờ em hết rồi. Tự tin mặc áo xách nách này thấy không? Còn muốn có bồ thì cũng phải từ từ chứ làm gì mà hối hả gấp gáp gì được. Bồ bệnh là phải nhanh gọn lẹ chứ từ từ người ta hốt làm sao? Biết rồi, à chị hai, cho chị hai coi. Sao vậy ta? Đó mấy đứa mà kiểu ê chị hai là bị vậy đó, nghiệp đó. Không phải. Nghiệp tụ lòng tai nè. Ủa nhưng mà chị hai coi nè. Sao gì? Dạo này em bị gì mà em cứ mới cầm vô điện thoại cái nó nhớp, nó dính tùm lum hết cái màn hình của em. Đã gặp màn hình cảm ứng nhẹ rồi mà nó còn ướt ướt nữa. Ướt nhẹp mà. Ôi, sao vậy đây ta? Coi. Nè. Ôi. Ủa chứ mới rửa tay hả? Không phải, em mới đi vô đây nói chuyện với chị hai thôi mà một hơi nó ướt nhẹp vậy nè. Đúng rồi. Quá đơn giản mà không hiểu. Này hai, phân tích cho em nghe. Cơ thể một con người thì nó chỉ có bao nhiêu lưu lượng nước đó thôi, đúng không? Mà nếu như nó muốn tuôn ra mà em lại cắt cái tuyến của hồi nách rồi, nó không tuôn ra từ nách thì nó tuôn xuống mang tai. Một cái điều quá đơn giản gì dễ hiểu, hiểu không? Phải không? Ừ. Ủa vậy sao lúc em làm phẫu thuật bác sĩ không nói gì cho em nghe? Ủa? Mà cái này người ta gọi là biến chứng hả chị hai? Đúng rồi. Cái này là ghê lắm nha. Cái này nói chơi nghe vui tai vậy thôi chứ nó là một dạng biến chứng. Ủa nhưng mà em chỉ là phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi nách, lúc làm bác sĩ cũng không nói gì hết trơn á. Đâu phải là bị bệnh tiểu đường hay là bị giống như mấy cô phẫu thuật thẩm mỹ bị cái này cái kia sau phẫu thuật đâu. Tôi giống cô, hiểu không? Tôi cũng muốn đi nhưng mà có cái là tôi chưa dám cắt, hiểu không? Tôi sợ nên tôi tìm hiểu rất kỹ đây cho cô coi. Đâu? Nó có sách, nó có chứng, nó có những cái gọi là này, từ từ, phẫu thuật. Chị tìm hiểu mà, phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi nách có ưu điểm nhưng đồng thời nó cũng có một số nhược điểm đó. Nhược điểm không phải là một mà là một số. Đâu em coi với. Trong đó phổ biến nhất là chứng tăng tiết mồ hôi bù trừ gây ra nè. Tăng tiết mồ hôi ở các vùng cơ thể khác như tay, chân, lưng, toàn thân. Giờ em phải làm sao đây? Lúc làm phẫu thuật bác sĩ không nói gì hết trơn á. Giờ lỡ cắt rồi, giờ có gắn vô lại cho nó không có chảy nước ra nữa không? Ôi, thiết nghĩ là trời xin sao để vậy đi. Cắt chứ không cắt cái gì, phẫu thuật chứ phẫu thuật cái gì, đúng không? Tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa. Qua tình huống thì em đã thấy được rằng là nhân vật đã đi phẫu thuật gọi là cắt cái tuyến mồ hôi nách đó, nhưng mà về cái biến chứng thì nó để lại cái gây ra cái hậu quả. Thực sự mà nói thì mọi người cũng đang rất là lo. Đây không phải là một biện pháp tốt nhất khi đi phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi nách đó. Vì thì ngày hôm nay bác sĩ Lê Phương Mai có thể cho mọi người biết được là ngoài cái chuyện mà cắt như vậy nó để lại biến chứng hoặc là gây ra những biến chứng thì chúng ta có những phương pháp nào tốt hơn không ạ? Phẫu thuật thì nó có một số cái biến chứng. Tuy nhiên thì để mà hạn chế những cái đó thì chúng ta có thể là sử dụng những cái phương pháp mà đơn giản hơn tại nhà mình có thể sử dụng. Chẳng hạn như là chúng ta sử dụng một số cái lăn nách không mùi để mà chúng ta có thể là hạn chế được cái vấn đề tiết mồ hôi. Ngoài ra thì vệ sinh thân thể sạch sẽ cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Và chúng ta chú trọng là cái vệ sinh ở cái vùng nách của mình. Khi mà chúng ta đi ra ngoài trời nắng nóng hoặc là trong điều kiện mà môi trường nắng nóng nhiều thì chúng ta nên sử dụng những cái xà phòng có tính cách diệt khuẩn để mà chúng ta vệ sinh sạch sẽ vùng nách. Cái trang phục cũng là một cái yếu tố, chẳng hạn như là mặc những cái đồ thông thoáng, những cái sợi bông bằng cô tông hoặc cái vải sợi nó có tính cách thấm hút thì chúng ta sẽ thấy cái việc tăng tiết mồ hôi nó sẽ giảm đi. Hoặc là cái chế độ ăn rất là quan trọng, bởi vì khi mà những cái chế độ ăn mà có nhiều những cái thành phần đạm, dầu mỡ hoặc là những chế độ ăn mà có chất cay nóng, gia vị nhiều hoặc là những cái thành phần chẳng hạn như là chất kích thích như rượu, cà phê thì chính những cái đó nó sẽ làm cho cái việc tăng tiết mồ hôi nhiều và cái mùi hôi nó sẽ nồng nặc hơn. Ngoài ra thì chúng ta thấy những cái chế độ sinh hoạt hàng ngày, nếu mà mình lo lắng quá, stress quá, căng thẳng quá thì lúc đó mồ hôi chúng ta sẽ bài tiết nhiều ạ. Do nó kích thích cái hệ phó giao cảm của mình. Vấn đề là chúng ta phải tập thể dục, luyện tập như thế nào, hoặc là những cái có những cái môn thể dục chẳng hạn như là yoga, thiền đồ vân vân thì những cái đó nó giúp cho cái hệ giao cảm của mình nó sẽ cân bằng trở lại và từ đó làm cho cái việc giảm tiết mồ hôi. Như vậy thì bên cạnh những cái chế độ sinh hoạt là ăn uống nè thì chúng ta có thể kết hợp với việc sử dụng lăn nách không mùi để kiểm soát cái tuyến mồ hôi của mình.
bác sĩ Phương Mai đã nhắc đến cái việc lăn nách không mùi, thì đây là một trong những cái sản phẩm mà cũng rất là quen thuộc với những cái người có cái bệnh căn bệnh khó nói này. Nhưng mà cái lăn nách không mùi này nó có hiệu quả như thế nào ạ? Cái cơ chế chung á của cái lăn nách không mùi là nó tác động lên trên cái lỗ tuyến mồ hôi, từ cái nơi mà nó bài tiết cái mồ hôi, và chính vì vậy nó sẽ ngăn cái tiết cái mồ hôi một cách lâu dài hơn. Thì chúng ta thấy đối với những cái lăn nách mà có cái cơ chế là dùng cái mùi thơm để nó lấn át cái mùi hôi, hoặc là một số cái lăn nách mà có chứa cồn để mà nó bốc hơi cái mồ hôi của mình đi, thì những cái lăn nách đó nó sẽ có cái thời gian tác dụng rất là ngắn. Còn đối với những cái lăn nách mà nó tác động trực tiếp lên cái lỗ tuyến mồ hôi thì cái thời gian nó phát huy tác dụng sẽ dài hơn. Nó thích hợp hơn đối với những người mà làm việc ngoài trời nắng nóng hoặc là cần một cái thời gian tác dụng của thuốc kéo dài. Còn đối với những cái lăn nách không mùi, chúng ta thấy nó sẽ chứa cái thành phần đó là muối nhôm hay là muối aluminum. Nó tác động là nó tạo một cái lớp gel trên cái bề mặt á, nó bịt kín đi cái lỗ chân lông. Và chính vì vậy thì chúng ta thấy là cái vấn đề mà tiết mồ hôi nó sẽ bị giảm thiểu đi. Bên cạnh những cái cơ chế là tác dụng của muối nhôm thì còn có một số cái chất nó giúp ngăn cái vi khuẩn sinh mùi nó phát triển. Tại vì cái mùi hôi nách nó tạo nên là do thứ nhất là cái mồ hôi nó tiết ra nhiều nè, kèm với lại vi khuẩn sinh mùi tại chỗ nó phân hủy và nó làm cho tạo cái mùi hôi nó nồng nặc hơn. Do đó có thể kết hợp thêm với lại một số cái chất mà ngăn cản đi cái sự phát triển của cái vi khuẩn tạo mùi tại chỗ. Chẳng hạn như là chiết xuất từ hoa cúc có một cái tính cách là nó diệt khuẩn đi tại chỗ. Ngoài ra thì một số cái sản phẩm thì có thể là có thêm một số cái chất nó giúp làm mềm da, hoặc là làm dịu da, hoặc là nó giảm đi cái kích ứng khi sử dụng lăn nách. Cảm ơn bác sĩ Phương Mai. Chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. Aqua Selin hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Với nhiều thành phần có nguồn gốc tự nhiên, các nhà khoa học châu Âu đã cho ra đời bộ sản phẩm lăn nách không mùi giúp giảm tiết mồ hôi và khử mồ hôi nách Aqua Selin. Gồm 3 sản phẩm dùng cho người bị hôi nách và ra mồ hôi nách từ ít đến nhiều. Hiệu quả nhận thấy ngay từ lần đầu sử dụng kéo dài đến vài ngày, kể cả khi không hài lòng với lá khử mùi thông thường khác. Mang lại sự tự tin thông loa ố vàng nách áo, thâm nách. Aqua Selin, chuyên gia giảm tiết mồ hôi và khử mồ hôi vùng nách đến từ châu Âu. Aqua Selin, giảm mồ hôi, khử mùi hôi. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm phần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Niu là sự kết hợp giữa Ibum Gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chị hai, em bận bộn thì sao? Được không? Đi làm chỗ mới. Nói chung là màu xanh là màu chị thích. Rất đẹp, rất dễ thương, tôn dáng, trông trẻ trung, năng động. Sạch sẽ. Gì vậy? Đi thay áo đi. Sao vậy? Chìm nhẹp rồi kìa. Hả? Ôi, ướt á. Trời ơi, hồi nãy em mặc ở trong phòng đi ra vẫn còn khô mà sao giờ ướt nhanh vậy ta? Mà nè. Được bao lâu rồi? Được bao lâu gì? Cắt cái đó đó. Em cắt được 4 tháng rồi đó. Bốn tháng? Đi cắt với em hả? Tôi không có chơi dài. Sao nghĩ sao vậy? Mới 4 tháng mà như vậy là giống như là sửa chữa không bảo hành. Cái kiểu giống như nó bị gọi là biến chứng á. Thôi không có làm gì đâu. Chị là chị theo phương châm của ông bà ta ngày xưa. Ngon bổ rẻ. Trời ơi chị ơi, ngon bổ rẻ gì, em nghĩ là tiền nào của đó. Em làm cái này nè, nó hết mùi thiệt. Nhưng mà không biết sao dạo này mấy bữa nay nó dở chứng làm sao, hay thời tiết thay đổi gì á, tự nhiên đổ nhiều mồ hôi hơn trước. Ngon bổ rẻ, lành bệnh ít hao nữa. Là gì vậy? Thấy hay lắm đúng không? Tò mò lắm đúng không? Tò mò lắm, sao mà vậy được? Tôi biết mà, nãy giờ tôi ngồi đây tôi chờ cô làm sao với tôi chuẩn bị cho cô hết rồi. Thì hả cha? À không, không phải chuẩn bị cho cô, mà là khoe với cô thôi. Khoe gì kỳ vậy? Phải chia sẻ cho chị em chứ. Không được, cái này xài riêng mà nên nó xài. Rồi rồi, đâu khoe coi. Thăng. Ủa? Thăng. Ủa? Cái gì đây? Thì cái lăn nách gì đó với em đó. Ủa? Sao cái này mới lạ quá vậy ta?
Cái này nha, không có mùi nha cưng nha. Sẽ không có cồn nha cưng nha. Sẽ không làm khô da chúng ta. Mà không mùi thì đương nhiên nó sẽ có tác động kép là nó khử mùi rồi nó cũng không nghe mùi luôn. Chứ đừng bao giờ nghĩ là có mùi sẽ đè được cái mùi của mình. Đó là sai lầm, một sai lầm. Đúng không? Mà đã vậy á, nó còn có những cái chiết xuất gọi là làm cho không bị khô da nách, rồi không bị làm ố vàng nữa. Hay dữ vậy chị? Đó, những cái dạng lăn nách mà gọi là mình cứ gọi là thế hệ cũ đi, có cồn đúng không? Có cồn mà làm bị vàng áo mình nữa. Đúng rồi. Mấy cái áo sơ mi của em màu trắng đó là vàng hết, hai bên nách xài một thời gian giặt cách mấy nó cũng không có ra. Có hai chai kìa, cho người ta một chai người ta xài thử coi. Hai màu mà thì người ta xài mỗi thứ màu, tôi tự xài. Thôi được rồi, em sẽ tự đi mua, nhưng mà con cái này em muốn hỏi nè. Gì? Cái này xài được cho nam không? Tại vì á, mấy cái anh trên công ty ngồi cạnh em đó cũng mùi nặng lắm. Em muốn đưa cho mấy ảnh xài. Sản phẩm của người ta là làm ra dành riêng cho nam và nữ. Hiểu không? Hai cái dạng này là nữ, còn của nam hình như là màu khác á. Vậy hả? Vậy em biết rồi. Vậy là em sẽ đi ra ngoài tiệm thuốc tây nè, em tự mua một cái chai dành cho nam để mấy ông xài. Còn ở nhà thì em lấy chai của chị hai em xài nha. Trong cái tình huống thì chúng ta thấy được rằng là đó là một trong cái biện pháp có thể tốt nhất cho cái việc gọi là điều trị cái bệnh căn bệnh khó nói. Nhưng mà ở đây thì trên thị trường hiện nay có rất nhiều những cái sản phẩm không mùi. Vậy thì cái tiêu chí nào chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm không mùi đó tốt, hiệu quả và an toàn, thưa bác sĩ Lê Phương Mai? Đối với cái tiêu chí mình chọn đầu tiên đó là thứ nhất là sản phẩm phải có hiệu quả và an toàn. Thì sản phẩm để an toàn thì chúng ta nên chọn những cái sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên. Và những cái sản phẩm đó phải được kiểm chứng về mặt lâm sàng, phải biết được cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nguồn gốc từ thiên nhiên thì chúng ta để ý những cái sản phẩm nào được trồng theo những cái phương pháp hữu cơ thì nó sẽ ít kích ứng hơn. Và để đạt được hiệu quả thì chúng ta để ý đến cái tác dụng của cái sản phẩm. Thì vừa tác dụng giảm tiết mồ hôi và phải vừa giảm luôn được cái mùi hôi tại chỗ nữa. Và ngoài ra thì chúng ta thấy có một số sản phẩm có cái tính là nó đặc hiệu cho từng cái, dùng cho nữ riêng, nam riêng, hoặc là đối với những trường hợp bệnh nặng thì chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm nó chuyên biệt hơn thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Những cái sản phẩm nó phải được kiểm chứng rõ ràng và phải được Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành nữa. Như thế thì mới tốt và an toàn. Với Kiều Anh thì sao? Bạn có thể chia sẻ những cái gì về bí quyết mà bạn đã điều trị tại nhà, bạn điều trị như thế nào? Sau khi phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi nách được khoảng 3 tháng thì em lại bị hôi nách quay trở lại. Và lần này thì cái tình trạng mà mùi mồ hôi rồi ra rất là nhiều, mùi rất là nồng nặc ạ. Và em có sử dụng nhiều phương pháp như kiểu là dùng nước phèn chua hoặc là dùng lá trầu không, những phương pháp từ tự nhiên ấy, nhưng mà thật sự là nó không hiệu quả một chút nào. Thì sau đó tình cờ thì em có xem được trên TV một sản phẩm, đó là sản phẩm trị hôi nách không mùi đến từ châu Âu. Vì là có bệnh mà phải vái tứ phương, lúc đó em không tin đâu, nhưng mà em đã thử một lần là em dùng sản phẩm này. Và ngay từ lần đầu tiên sử dụng sản phẩm em cảm thấy rất là bất ngờ vì cái lượng mồ hôi và cái mùi cơ thể của mình nó đã giảm đi rất là nhiều. Và một tuần thì em chỉ dùng đến 2 đến 3 lần thôi ạ, là em đã cảm thấy là mình tự tin hơn trước rất là nhiều. Là con gái mà ai cũng muốn mặc váy rồi mặc đồ diện đồ áo trắng, thì lúc đấy em rất là tự tin khi mà diện được áo trắng, nó không bị đổ mồ hôi và không bị loang ra áo trắng ạ. Thưa bác sĩ, chúng ta vừa nhắc đến sản phẩm không mùi. Vậy thì so sánh giữa phương pháp phẫu thuật nội soi hoặc bài thuốc dân gian thì phương pháp sử dụng lăn nách nó vượt trội thế nào, và bệnh nhân có nên lựa chọn sản phẩm này thay cho các phương pháp đang điều trị không ạ? Thì cái ưu điểm vượt trội của nó là về cái thành phần của cái sản phẩm. Thứ nhì là cái hiệu quả. Thứ ba là cái độ an toàn cũng như cái độ tin cậy của sản phẩm. Sản phẩm này thì nó được sản xuất bởi cái nhà máy Oceanic, là một cái nhà máy dược mỹ phẩm châu Âu và có chứng nhận của GMP. Thì cái thành phần của sản phẩm nó có 3-4 cái sự tác động hiệp đồng của nhiều chất trong đó. Thứ nhất là cái chiết xuất từ aluminum, cái muối nhôm á, nó có tác động là nó bịt kín cái lỗ chân lông, nó tạo một cái lớp gel trên bề mặt. Cái thứ nhì nữa thì như tôi đã nói, nó có cái thành phần là chiết xuất từ hoa cúc, và nó có cái tính cách là nó sát khuẩn hay là nó diệt khuẩn, nó làm giảm đi cái vi khuẩn sinh mùi tại chỗ. Và cái thứ ba của cái thành phần của nó nữa là nó có những cái chiết xuất từ cái nhựa cây hương nhu,
nó giúp giảm viêm nè, nó giảm kích ứng và giảm đỏ. Và một số cái thành phần nó có cái tinh chất cỏ trong đó. Và tinh chất cỏ là nó giúp cho mềm da và nó giúp cho cái làn da của mình nó giảm kích ứng đi. Và chính vì cái sự tác động hiệp đồng như vậy thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm một cách riêng biệt mà không có thể cần sử dụng thêm bất kỳ cái phương pháp nào khác, thì đôi khi nó cũng có cái hiệu quả nhất định. Cái vấn đề mà độ an toàn thì chúng ta thấy cái sản phẩm này nó được chiết xuất từ thiên nhiên và nó được trồng theo phương pháp hữu cơ và nó đã được chứng nhận của Bộ Y tế. Chính nhờ cái thành phần nó thiên nhiên cho nên là chúng ta có thể sử dụng trong những cái trường hợp da của mình nó có vấn đề, nó dị ứng thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được, hoặc là nó mẫn cảm thì chúng ta có thể sử dụng cho những trường hợp da nó mẫn cảm, bởi vì cái độ pH của sản phẩm là pH trung tính, nó phù hợp với cái pH của cái làn da của mình. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cái hiệu quả của nó kéo dài từ 24 cho đến 72 giờ. Và cái sản phẩm này có thể là nó thẩm thấu nhanh, nó không có nhờn rít. Và khi chúng ta lăn nhẹ qua da thì nó sẽ hấp thu một cách nhanh chóng và nó không để lại cái vết ố vàng trên cái quần áo. Tính về cái mặt mà tiện lợi thì có thể chúng ta chỉ lăn một lần vào ban đêm thôi. Và nó không có, sản phẩm nó không có tốn tiền nhiều. Nói chung là nó tiết kiệm. Dạ, đây cũng là một cái cứu cánh cho những cái người có căn bệnh khó nói này ha, khỏi phải lo. Ngoài cái việc mà chúng ta lăn nách về cái sản phẩm này đó, ta còn những cái lời khuyên nào từ bác sĩ dành cho những người bị căn bệnh khó nói này không ạ? Theo tôi thì để cho cái việc mà sử dụng lăn nách kết hợp một cách hiệu quả thì chúng ta phải chú trọng đến cái vệ sinh thân thể nữa. Và cái vấn đề mà vệ sinh cái vùng nách bằng những cái sản phẩm diệt khuẩn, nhất là sau khi chúng ta làm việc ngoài trời hoặc là sinh hoạt ngoài trời nắng nóng ra mồ hôi nhiều, hoặc sau những cái hoạt động thể thao thì chúng ta phải chú trọng đến cái đó. Cái gì nữa là những cái quần áo, những cái trang phục mình đang mặc nó cũng phải có tính cách thấm hút và nó thông thoáng. Và chế độ ăn thì đã nhắc ở trên là chúng ta thấy để ý là không ăn dầu mỡ, những cái đồ chiên xào nhiều hoặc là những cái thực phẩm mà có chứa đạm nhiều. Nó sẽ làm cho cái lượng phân giải cái axit amin nhiều và nó tạo cái mùi hôi nách nó sẽ nhiều hơn. Hoặc là những cái thức ăn gia vị cay nóng thì nếu các bạn để ý, nếu mà ăn nhiều những cái đó thì cái mùi hôi nách của chúng ta sẽ tăng lên rất là nhiều. Trà, cà phê, những cái chất có cái tích kích ứng. Bởi vì chính những cái chất đó nó kích thích cái hệ phó giao cảm của mình làm việc. Và chính cái hệ phó giao cảm nó hoạt động nhiều, nó sẽ làm tăng tiết mồ hôi khá nhiều. Và bên cạnh đó thì một cái chế độ sinh hoạt cũng hợp lý. Tránh những cái stress, những cái thức khuya nhiều quá, nó cũng làm cho cơ thể mình nó sẽ rối loạn về cái hệ giao cảm và nó tăng tiết mồ hôi nhiều hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ Lê Phương Mai. Chúng tôi sẽ có những câu hỏi gửi trực tiếp về cho bác. Xin chào bác sĩ Lê Phương Mai, em năm nay 23 tuổi. Em bị hôi nách từ khi dậy thì. Em đang xem chương trình và được biết đến một loại lăn nách không mùi. Tuy nhiên nãy giờ chị kia chị chia sẻ lại dành cho nữ giới. Vậy thì em nam giới có dùng được hay không? Lăn nách này có những loại như thế nào? Bác sĩ có thể chia sẻ với em. Gồm có 3 loại. Thứ nhất là loại dành cho nữ giới mà ra mồ hôi vừa phải thôi và cái mùi hôi nhẹ. Thì loại này có tác động trong vòng 24 giờ để giảm tiết mồ hôi cũng như là mùi hôi ở vùng nách. Loại thứ nhì là loại dùng cho nữ giới mà ra mồ hôi nặng và có mùi hôi rất là nhiều. Thì cái loại này thì tác động kéo dài hơn trong vòng 72 giờ, có cái màu đỏ hồng á. Và loại thứ ba là dành cho nam giới có ra mồ hôi từ vừa phải cho đến nặng và có mùi hôi từ nhẹ cho đến nặng. Thì cái loại này tác động kéo dài trong vòng 72 giờ. Thì cái loại đó có màu xanh đậm, dành riêng biệt cho nam. Xin chào bác sĩ, tôi là Minh Hoa đến từ Hà Nội. Xin bác sĩ cho biết, những người bị hôi nách hoặc không hôi nách như tôi nên dùng sản phẩm lăn nách không mùi thế nào cho đạt hiệu quả? Cảm ơn bác sĩ. Những cái loại mà lăn nách tác dụng nhẹ thì chúng ta có thể sử dụng hàng ngày. Còn những loại mà mạnh hơn thì chúng ta dùng 2 lần một tuần. Và thường để đạt hiệu quả thì chúng ta nên dùng vào buổi tối. Sau khi mà lau khô và làm sạch cái vùng nách thì chúng ta lăn nhẹ lên. Bởi vì khi vào buổi tối như vậy thì thuốc nó sẽ phát huy tác động mạnh hơn. Trong cái giai đoạn này thì cái tuyến mồ hôi nó sẽ không có hoạt động mạnh. Thì cái thuốc nó sẽ phát huy tác động tối ưu khi mà chúng ta dùng vào ban đêm. Và ban ngày khi mà hoạt động thì chúng ta có thể tắm rửa mà không cần lăn nách trở lại. Và những cái người mà người ta không có bị hôi cái vùng nách là có thể sử dụng được không ạ? Trường hợp nhẹ thì cũng có thể sử dụng những lăn nách nhẹ. Và dùng thì nếu mà khi đã kiểm soát được thì chúng ta sẽ giảm cái số lần xuống. Nhưng nó có tác dụng phụ gì không ạ? Thường thì những cái sản phẩm này nó chiết xuất từ thiên nhiên cho nên đa phần thì nó cũng ít có gây những cái tác dụng phụ gì và ít gây dị ứng ạ. Xin chào bác sĩ Lê Phương Mai, chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp.
Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tôi cũng là người đã từng bị hôi nách. Hiện tôi đang sử dụng lăn nách không mùi và đạt hiệu quả khá tốt. Tuy nhiên, tôi có một băn khoăn rằng sử dụng lăn nách không mùi này có bị tái phát mùi hôi nách như các sản phẩm khác không? Xin cảm ơn bác sĩ. Thực tế thì hiện tại chưa có một cái phương pháp hoặc là một cái sản phẩm nào mà có thể là kiểm soát mà triệt để cái vấn đề ra mồ hôi cũng như là cái mùi hôi vùng nách. Chúng ta có thể là sử dụng để mà kiểm soát cái vấn đề ra mồ hôi cũng mùi hôi vùng nách. Thì thời gian đầu thì chúng ta sẽ dùng liên tục, và khi đã ổn định rồi thì lúc đó chúng ta sẽ giảm cái số lần sử dụng lại. Cảm ơn bác sĩ Lê Phương Mai. Chúng ta sẽ đến với tủ thuốc gia đình. Aqua Selin hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Với nhiều thành phần có nguồn gốc tự nhiên, các nhà khoa học châu Âu đã cho ra đời bộ sản phẩm lăn nách không mùi giúp giảm tiết mồ hôi và khử mồ hôi nách Aqua Selin. Gồm 3 sản phẩm dùng cho người bị hôi nách và ra mồ hôi nách từ ít đến nhiều. Hiệu quả nhận thấy ngay từ lần đầu sử dụng kéo dài đến vài ngày, kể cả khi không hài lòng với lăn khử mùi thông thường khác. Mang lại sự tự tin thông loạn ố vàng nách áo, thâm nách. Aqua Selin, chuyên gia giảm tiết mồ hôi và khử mồ hôi vùng nách đến từ châu Âu. Aqua Selin, giảm mồ hôi, khử mùi hôi. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm phần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Niu là sự kết hợp giữa Ibum Gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: sản phẩm lăn nách không mùi là dược mỹ phẩm được sản xuất tại nhà máy sản xuất mỹ phẩm Ozonic của Bà Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu, sẽ giúp ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách kéo dài đến vài ngày, đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 0898616001. Sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0904240XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 0898616001 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Có thể nói qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì quý vị cũng sẽ có thêm nhiều cái thông tin từ bác sĩ Lê Phương Mai cũng như là chia sẻ từ bạn Kiều Anh. Chúng ta sẽ có những cái phương pháp điều trị cũng như là tránh gọi là có cái mùi hôi mà khi mà ta đến những cái chỗ đông người, hoặc ta có thể tự tin hơn trong cái việc giao tiếp. Cảm ơn bác sĩ Lê Phương Mai rất là nhiều. Chúc cho em sẽ gọi là không còn lo lắng nữa ha. Và các chị phụ nữ cũng không lo nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Đặc biệt chúng tôi xin cảm ơn lăn nách không mùi Aqua Selin đến từ châu Âu của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì bác sĩ Lê Phương Mai, Kiều Anh và Quỳ Linh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Sản phẩm lăn nách không mùi đến từ châu Âu là sản phẩm khác biệt hoàn toàn so với các sản phẩm thông thường khác, vừa có tác dụng kép ngăn tiết mồ hôi, vừa khử mùi hôi vùng nách. Chính vì vậy không chỉ chị Kiều Anh mà còn rất nhiều người đều tin dùng và ưa chuộng sử dụng sản phẩm này. Trước đây thì tôi có sử dụng rất là nhiều sản phẩm lăn khử mùi, nhưng mà thật sự là tôi chưa hài lòng với bất kỳ một sản phẩm nào cả. Đến khi tôi biết mua và sử dụng sản phẩm lăn nách 4.0, không mùi, không cồn, không gây thâm nách, không gây ố vàng áo, tạo cảm giác rất là thoải mái, khô thoáng vùng nách, hạn chế được mùi mồ hôi và mùi cơ thể rất là tốt và rất là tiết kiệm, tiện lợi cho những người dùng như tôi. Một tuần thì tôi chỉ sử dụng 2-3 lần và mỗi lần thì có tác dụng là 1-3 ngày. Tôi rất là tin dùng sản phẩm lăn nách 4.0 này. Là lăn nách không mùi nhưng lại có tác dụng khử mùi hôi do cơ chế ngăn tiết được mùi hôi vùng nách dựa vào các thành phần thiên nhiên đã được kiểm chứng lâm sàng, an toàn cho mọi loại da. Và điều đặc biệt, người bệnh có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm này mà không lo tác dụng phụ như thâm nách, khô da hay ố vàng áo.